Chào cả nhà, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 22 mà mọi người đến với phiên sáng nay. Hôm nay em chiêu đãi mọi người ngắm bông năm cánh trắng La Bian nhé. Vì lúc tối em bán, lôi ra bán, hôm nay chỉ còn ở chậu thôi, mọi người ngắm hoa. Thì bông La Bian là một cái bông phải nói năm cánh trắng rất là tuyệt vời. Trong các dòng của Lâm Đồng như là Thúy Vân này, La Bian này, hay là Lâm Đồng này, rồi rất là nhiều cây khác, thì cây La Mian là một cây nói chung phải rất là xuất sắc. Bông hoa của nó năm cánh này, trắng tinh này, khuôn nó bầu nhỏ tròn cực kỳ là xinh xắn luôn đó. Mắt xước gọn nhẹ và nó mang cái tông mũi hồng nha. Cái mũi hồng, mắt hồng, cái màu nó rất là đẹp, ok luôn, chứ không phải là cái màu mắt tím, mũi tím đâu đó, mũi hồng. Đây là khuôn La Mian. Chậu hoa này thì em bán cũng từ năm ngoái rồi chứ cũng không phải năm nay. Đó, có lưu lại video hoa thì mình bán cái gì mình sẽ nói lại để cho khách rõ về cái đó thôi. Đó, mọi người nhìn cái bông hoa đó, nó rất là đẹp. Đó, ở một số góc nghiêng người ta chụp La Mi An nó đẹp kinh hồn luôn. Một cái bông khuôn hoa rất là mê mẩn. Bông La Mi An này ở Lâm Đồng nó bay 24 giờ nha. Còn về vùng khác trồng thì em không biết như thế nào. Đó, về vùng khác trồng thì không biết là sao. Nhưng mà khuôn cánh thì phải nói rất là ok luôn. Đấy, cái chậu này thì bán từ hồi năm ngoái rồi chứ không phải là nay, mà hồi đó bán chậu á, xong quay chậu như này để cho mọi người biết bao nhiêu mầm gốc, bao nhiêu kỳ á. Một cái kỳ như này năm ngoái á, thì tầm giá của nó là 3 triệu á. 3 triệu một cái thời mà nó ở đỉnh cao á, thì nó lên vô cùng là đắt đỏ luôn mọi người. Đó. Mà lúc đó nói chung là thật cũng không có hàng bán. Còn Lam bây giờ thì đúng là nó trở về phải gọi là dưới đáy mặt đất rồi, nên mọi người rất là dễ mua. Lam Bian em chỉ còn một chậu này thôi nha, giá là 200.000. Đó, khi năm 2 lên như này rồi. Này gửi nguyên chậu nha mọi người. Giá là 200. Len Bian 200 nghìn. Đó. Bên này là em có hai chậu 5 cánh trắng 49 nhá, siêu đẹp luôn. Rồi 49. Đó, mấy chậu này nhìn thân lá cứ tưởng là Nha Trang cơ. Nhưng mà nó là 49 nha, 5 cánh trắng 49. Khuôn hoa cũng giống hệt Nha Trang luôn, không khác gì Nha Trang, khuôn rất là đẹp nhá. Cây cực kỳ là mọc đẹp luôn. Cây số 1 này, giá là 500 nghìn thôi nhá. 500 thì nó có một mầm, có một thân già này mọi người thấy không? Một mầm hoa đấy, và một mầm gốc này nó dài cũng 40 sen rồi, cây đứng ngọn rồi, sạp thân rất là đẹp luôn. Này 49 nha. Cây chậu số 1 này 500. Chậu số 2 này, chậu số 2 là nó tới 3 mầm như thế này nhá. Đây, chậu số 2 này. Đấy, chậu số 2. Bán nào lấy chậu số 2 thì 1 triệu thôi. Đây, chậu số 2 này là 1 triệu nha. Số 2 này thì nó có tới ba gốc như này, mỗi gốc nó dài tới 6-70 sen nha, cây rất là đẹp mập. Mua chậu số 2 lớn thì nó sẽ lợi hơn, đó là tính ra là có 350 một mầm gốc cho mấy, rất là ok nha, cây đẹp. Cây 49 nha mọi người, cây 49 đấy, ba mầm đó. 549 hoa cũng đẹp giống hệt Nha Trang, không khác gì Nha Trang hết. Mắt mũi nó cũng rất là ok, mà cây này thân nó khỏe nha, thân nó khỏe đẹp. Giá thì chỉ bằng nửa Nha Trang thôi. Ví dụ chậu Nha Trang này 2 triệu thì chậu này 49 nó có 1 triệu thôi. Chơi cũng rất là ok luôn nha. Em có hai chậu thôi, hai chậu 49 như vậy. Chậu nái to rồi đó. Đây là cây vỏ tòng nha mọi người. Vỏ tòng hôm nay có những size từ 150 đến 250 thôi nha. Cây lớn thì em bán hết rồi. Giờ nó còn những cái size bé như này. Cây số 1 này 150 nha. Số 1 này 150.000. Cây này rễ nó một cục báo ở đây rất sơ rồi. Mọi người nào thích nhỏ thì nhỏ nha, nhỏ nó cũng vậy. Đó, rễ nó bám về trồng lại ok thôi sao. Số 1 150 này. Rồi cây số 2 này 200 nhá. Số 2 thì 200. Đó, tầm này nè, 15 sen nhá. Cây số 2 này 200. Lá nó bị sâu ăn nè. Đó, cây số 2 này 200. Tương tự số 3 200, cây số 3 đẹp này. Số 3 đẹp này. Cây là mập rồi nha, mấy cây đứng ngọn này nó mập đẹp rồi. Số 3 nó sọc thân nè, lá đẹp nha. Đấy, số 3 đẹp nha. Rồi, số 4 này tương tự 200 luôn nha. 4 200 này. Rồi, số 4 200. Cây này thì nó đứng, còn cây này nó nằm. Cho nên là nhìn nó thế chứ còn kích cỡ thì nó bằng nhau hết. Đấy, số 4 200. Số 5 này 200 nốt. Đây, cây số 5 này 200. Mùa này nó đứng ngọn hết rồi nha. Cây số 5 này là 200. Rồi cây số 6 này 250.000. Số 6 là 250 nha. 6 250 này. Đấy, số 6 250. Số 7 này tương tự 250 ạ. Số 7 250. Mấy cây này tầm 25 sen. Số 7 này 250 nha. Số 8 này tương tự 250. Đây nha mọi người, số 8 250.000. Em lên 8 cây thôi nha.
8 cây cho mọi người dễ chọn này. Rồi đó là bẹp mười trắng vỏ to. Bên này tiếp tục là cây năm cánh trắng Bình Dương nhé. Size nhỏ này là 100.000 một cây này. Nó tầm 10 sao nhé, 100.000 cây, cây đó mọc đẹp. Còn cây như thế này là 250.000. 250.000 thì tầm 30 sao nhé mọi người. Đó, tầm 30 sao thôi. Năm cánh trắng Bình Dương. Đó, hoa cũng to đẹp. Đây, cái là cây mắc hí Bình Dương nhé. Mấy cái chậu này ươm từ cái chậu mẹ lái siêu to khổng lồ ra đấy. Đó, chậu lái siêu to ra kia. Đây, mắc hí, cây rất là đẹp. Em có ba cây nhị long này, mỗi cây 150.000 nhé. Ba cây nhị long, cây số 1 này, 150 này. Tương tự số 2 này, 150 dài lắm, dài trên 15 cm rồi. Và số 3 này cũng là 150 nha. Đó, nhị long, ba cây. Mỗi cây 150.000. Bề quốc dân đi vào chi tiết thì những cái cây bé bé như này nha thì là 100.000 chậu nha mọi người, 100.000 một cây. Đó, cái cỡ thì nó từ 5 đến 7 sen thôi, cây cũng bắt đầu đứng ngọn rồi, khỏe. Đấy, đó, cứ mỗi cây như này là 100.000, 100.000 một chậu nha mọi người. Đó, thì cây nó cũng khỏe, đứng ngọn rồi. Mùa này trong Lâm Đồng thì cây nó đứng ngọn hết thôi. Nó không còn cái tình trạng là đi ngọn nữa. Đó, tùy theo cái vườn chăm, giống như vườn em thì đa số cây đứng hết. Đi vào đây em vẫn còn những cái hàng nhỏ này. Cây như thế này là 200.000 nha mọi người. Cây rất là mập đẹp. Thì cái cỡ nó tầm 5 sen thôi. Đó, lô này cây nó mập nó đẹp nên là mua giá nó cũng cao rồi. Đó, 100.000, quên, 200.000 một cây nha mọi người. Cây đẹp lắm. Đó, nhận cây này thì về thì mình nuôi bồn gốc nó lên. Cơ bản là cây nó mập. Còn cây kia dài thì nó ốm. Đó, 200.000 cây này. 200. Còn những cái cây mà bé bé như thế này thì hai mầm thì giá là 250 nha. Đó, 2 kg nè. 2 kg lên như thế này là 250.000. Loại 2 kg là 250 nha. 2 kg này, 250. Đấy, 2 kg 250. Cây này tới 3 4 kg luôn này. 2 kg này 250. Đó, dưa linh trắng cho. Bên này em có cây năm cánh trắng Củ Chi nha mọi người. Đó, cái cỡ nó tầm 10 sen nha. Một chậu như thế này tầm 100.000 nha. Cứ chậu Củ Chi như thế này là 100.000 nè. Cây thì bắt đầu có thể là có những cây nó đứng ngọn như thế này, mập ra. Hay là có những cây nó đang đi ngọn thế này nha. Đấy, vẫn có những cây nó đang đi ngọn. Như cây này 52 nè. Đó, Củ Chi nè. 100.000 một cây nè. Củ Chi nè. Đấy, Củ Chi. 100.000, 100.000 một cây. Đó, cơ bản là cây cái cỡ nó cũng đều 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 nhau rồi. Nên là em cũng không có đánh số này nha. Đó. Tiếp theo là em có Ngọc Kỳ Lân nha mọi người. Đây, nó có những cái cây đã đứng ngọn và đang đi ngọn. Cây đứng ngọn thì bắt đầu nó phình thân ra, nó mập nè. Đó, bạn lá, cây này là lá mà bó, xếp theo kiểu đồng xu, lá tròn rất là đẹp. Đấy, những cây như thế này nha. Thì vẫn là giá là 250.000 một cây nha mọi người. 250 một cây nha. Ngọc Kỳ Lân nha, 250.000. Đây là cây đứng ngọn nha. Cái cỡ của nó thì tầm 5 sen thôi, không được lớn đâu. Còn mọi người lấy cây đi ngọn thì nó lớn hơn. Đó, những cây này đang đi ngọn này thì nó lớn lớn hơn. Cây thấy ok đẹp này. Đó, đang đi ngọn thì lấy lá cũng đẹp nha. Đó, có những lá nó xếp đi ngang luôn. Đấy, nó xếp ok đẹp nha. Đó, lại cứ 250.000 nha, 250. Lô này là mới lấy sau nè, lô lô đi ngọn này. Còn mấy cây trước em bán thì nó còn những cái cây mà chậu nó xa nó khác nè. Đó, nhá mọi người, Ngọc Kỳ Lân, cây nâu cánh xanh, bẹp mũi trắng. Siêu bệt Văn Giang 100.000 một cây nha mọi người. Vẫn còn cây đẹp lắm. Văn Giang này, này tưới bao giờ thấy lên nó ok rồi. Bệt Văn Giang nha. Đó. Cây này thì lá tím rịm giống như là hồng Minh Châu vậy. Thậm chí còn tím hơn nữa. Lên cây ok đẹp nha. À, còn những cây rất là đẹp này. Cũng không hề xấu đâu. À, để đây thời gian xong nó lại lớn lớn lên. Nói lớn lớn lên. 100.000 chậu nha khách. 100.000 một chậu. Khuôn bệt Văn Giang. Khuôn rất là tròn đậm nha. Đấy, bệt Văn Giang. Ờ, trong này là Hà Tĩnh bé này. Cái này thì 100.000 năm cốc nha mọi người. 500.000 năm cốc. Size của nó thì cỡ từ 3 sen đến 5 sen nha. Cây nó đứng ngọn hết rồi. Về mọi người có thể trồng làm giống hoặc là gộp thành 5 chậu trồng lại gì. Cái này em bán khách cũng lấy ra nhiều lắm á. Khách lấy 10 chậu, 20 chậu. Nhưng mà do em mua cái vàng này nó quá là khủng. 400-500 chậu thì bây giờ nó vẫn còn đây rất là nhiều. Đấy, 100.000 năm chậu nha. 100.000 năm chậu. Năm kính trắng Hà Tĩnh đấy nha. Mặt hàng tiếp theo em có là cây năm cánh trắng Minh Châu nha mọi người. Đó, cái cây này em tưởng là hết rồi. Cái lô này gửi về nó bị bung chậu xong rồi em trồng lại. Cây mà nó trên 5 sen như thế này thì giá là 150 nha. Tầm được 7 sen á.
Còn cây mà dưới 5 sao này thì 100 nghìn, 100 nghìn một cốc nha. Năm cánh trắng Phan Rang hay còn gọi là Minh Châu. Cây này khuôn hoa cũng rất là to, đẹp, mũi trắng đục nha mọi người. Đó, cái cây mập mập này là 150 nè. Đó, mập mập khỏe khỏe này là 150. Đấy, 150 nghìn này. Còn cái cây mà xíu xíu mà dưới 5 sen á, là 100 nghìn. Nó cây rất là đẹp nhé. Trồng bây giờ nó ấm chậu rồi nên nó cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Ấm chậu đây là bao đẹp luôn. Đó, năm cánh trắng Minh Châu nhé. Nhìn cái khay này là Minh Châu nè. Rồi, đó là Minh Châu. À, bên này là em có hồng Lạng Sơn nhé, hay còn gọi là năm cánh trắng Lạng Sơn đều được hết. 150 là hai chậu như này nhé mọi người. 150 hai chậu. Quán nào mua một chậu thì giá là 100 nghìn nhé. 150 hai chậu này. Mua một chậu thì giá là 100. Cái hồng Lạng Sơn cũng đẹp lắm. Lạng Sơn nha. Đấy, Lạng Sơn này. 150 hai chậu nha. Một kỳ về á, xong bây giờ nó ấm chậu lên như thế này rồi. Đó, một kỳ về nó ấm chậu lên. Cái rất là ok. Đẹp nha. Rồi, năm cánh trắng Lạng Sơn. Cuối cùng em có cái combo này nha. Bình thường bán 400, hôm nay bán 200. Nhổ chậu hết nha. Một cái combo này. Cái này em làm mẫu thôi nha. Còn bác nào muốn lấy thì em sẽ có tầm 5-6 cá nè. Vì cây Thiện Tâm này nó còn 5-6 cây nè. Một cây năm cánh trắng Thiện Tâm này. Cái này nhổ chậu hết nha mọi người. Còn đóng nguyên chậu thì là 400 nghìn. Mà nhổ chậu thì 200. Một cây vỏ tòng này. Bảy mươi trắng vỏ tòng này. Một cây bùi việt này. Đây, cây năm cánh trắng bùi việt nha. Trong chậu này là bùi việt. Cái rời này là vỏ tòng này. Và một cây Lạng Sơn nhá. Đó, cái này mặt hoa thì mọi người biết hết rồi, chỉ có cây Thạnh Tâm thì em đưa mặt hoa lúc đầu rồi đó. Đó, combo này là 200 nghìn nhỏ, đóng nguyên chậu là 400 nghìn nha. Đó, đóng nguyên chậu là 400. Rồi, xin chào nha, hẹn gặp lại mọi người ở các phim sau nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha.